ngày 31 tháng 10 vừa qua tại nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tù Nam với thương hiệu ghế massage Washima đã vinh dự nhận giải thưởng top 3 thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền uy tín 2020 tại lễ trao giải. Doanh nhân Việt Nam, hào khí thăng long, thương hiệu vàng thăng long. Chương trình nhằm tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu thời đại 4.0, đồng thời góp phần quảng bá thương hiệu, khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường trong nước và quốc tế. Chúng tôi rất là mong mỏi là mang được sức khỏe tới tất cả các người dân, đồng thời là cái sự trải nghiệm nó được gần nhất. Công ty sẽ định hướng là 2021 thì sẽ có rơi tổng khoảng 10 đến 15 showroom trong tất cả các tỉnh thành. Được biết, ghế massage Wasima là một trong những nhà phân phối ghế massage và các thiết bị massage thông minh, chính hãng, uy tín trong nước, là sự thiết kế của đồng ý và công nghệ hiện đại. Ghế massage Wasima được mệnh danh là khắc tinh của nhiều các chứng bệnh xương khớp, tim mạch, huyết áp. Với tâm lý mong muốn đem lại sức khỏe tốt nhất cho người dân Việt Nam, bên cạnh việc phân phối độc quyền thương hiệu ghế massage Wasima, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tú Nam còn là nhà phân phối nhiều thương hiệu khác như Ruby, Luxury, VD Group. Hiện nay, với hệ thống các đại lý chi nhánh trên toàn quốc, người tiêu dùng có thể lựa chọn các sản phẩm ghế Mazda, Wasima chính hãng và chất lượng để trải nghiệm những dịch vụ chuyên nghiệp và chế độ bảo hành tốt nhất.